Máy massage xung điện có an toàn khi sử dụng không? Và Sơn xin chào bà con ha. Tại vì á, nếu mà những dòng thương hiệu lớn á, thì chúng ta sẽ có những cái máy massage như thế này. Xài bình thường thì nó sẽ biến từ 3V DC thành xung điện dán vào vai và nó kích thích cơ bắp. Và nếu mà như xài cái pin sạc thì pin sạc mình cắm vào điện 220, nhưng mà nó sạc vào như cái điện thoại cũng là 3V và nó dán vào thì nó cực kỳ an toàn. Nhưng mà đối với những dòng mà không rõ nguồn gốc á, thì có thể những cái xung điện này nè, nó không có được kiểm tra kỹ nên có thể nó sẽ trượt rất là mạnh, làm ảnh hưởng đến sức khỏe mình. Còn cái trường hợp mà cái máy mà cắm trực tiếp vào điện nhà và biến thành xung điện thì rất là nguy hiểm, cô chú anh chị mình không có nên sử dụng nha. Lỡ mà trong máy nó có chạm chập thì điện 220 nó sẽ trực tiếp nó giật mình, rất là nguy hiểm cô chú anh chị nha. Nên thứ nhất á, là mình nên xài cái máy nào cách ly với điện lý nhà, nếu mà pin sạc cũng phải được cách ly rồi mới xài. Và cái thứ hai nữa, những cái hàng thương hiệu lớn họ đã được kiểm định an toàn về cái xung điện rồi cô chú anh chị ha, và mình có thể chỉnh độ mạnh yếu được. Và cái nữa là cái máy được kiểm định rồi nên cực kỳ an toàn về sức khỏe đó. Nên là nếu mà cô chú anh chị mình mua những cái hàng thương hiệu lớn thì yên tâm, không ảnh hưởng về sức khỏe, chỉ có mình chỉnh cường độ mạnh yếu để phù hợp với cơ thể mình thôi cô chú anh chị ha. Rồi chúc cô chú mình nhiều sức khỏe, có gì thắc mắc thì cứ gọi cho Hòa Sơn. Tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.